Hello anh em. Nay mình sẽ giới thiệu với anh em một con máy cưa xích xài pin của Voto nha anh em. Thì con này thì mình có bán theo 3 phân loại nha anh em. Một cái thân máy không, một cái thân máy không á thì nó sẽ như thế này. Một cái thân máy, một cái bảo vệ, một cái tua vít, một cái mỡ ốc và một cái lam và dây xích nha anh em. Còn anh em mà mua trọn bộ một pin á thì nó sẽ có thêm một cái đế sạc 2A và một cục pin 10 cell nữa nha anh em, 21V 10 cell. Còn anh em mua bộ 2 pin á thì nó sẽ có thêm một cục pin nữa, hai cục pin, một cái sạc và như một bộ như thế này. Thì mình nói với anh em luôn á, thì pin 10 cell á là mỗi hàng của nó 5 cell, hai hàng của nó là 10 cell. Thì một hàng của nó 5 cell thì anh em lấy á 4/2, anh em nhân lên cho 5 thì nó sẽ ra 21V. Là pin nó pin 10 cell này cao nhất là 21V thôi nha anh em. Còn trên 21V là ảo, không có không đúng như sự thật nha anh em. Thì một cái máy cưa xích này á trên thị trường cũng có rất là nhiều dòng nhưng mà không có thương hiệu. Thì khi anh em mua những cái máy không có thương hiệu á, thì khi anh em hư một cái gì đó hay là bị mòn cái lưỡi này đi thì anh em rất là khó tìm được cái phụ tùng để thay thế. Nhưng mà khi anh em mua hàng hãng á thì anh em hư cái gì là sẽ có hàng thay thế đó. Giờ mình sẽ giới thiệu với anh em thông số của máy á. Thì máy này á là chiều dài của lưỡi là 100mm nha anh em, chiều dài cắt á. Còn chiều dài này cái của lưỡi thì đợi mình tí mình đo cho anh em xem. Cái lam này thì dài 127mm nha anh em. Thì khi mình gắn vào á nó sẽ còn tầm 100, cắt được chiều dài chiều sau tầm 100mm nha anh em. Còn tốc độ không tải á, tối đa là 600 vòng đến 1 phút. Dòng pin 21V nha anh em. Sản xuất tại Đài Loan. Thì hãng Voto này là một hãng thương hiệu của Đài Loan. Nhà máy sản xuất tại Đài Loan luôn nha anh em. Hàng khá là ok. Giờ á mình sẽ lắp cái máy này cho anh em xem. Thì trước tiên á anh em tháo ốc ở đây ra. Đó. Như đây á là chỗ mình để tăng cái dây xích để nó căng hay là nó lỏng nha anh em. Giờ á mình sẽ bỏ cái dây xích này vào cây lam. Đó. Xong á anh em, ở đây nó có ốc rồi anh em. Anh em phải bỏ cái lỗ này nè vào con ốc này nha anh em. Đó. Xong á anh em lấy cái bảo vệ này, anh em chụp lại. Anh em vặn sơ sơ thôi để mình còn tăng cái làm này, cái dây xích này nữa nha anh em. Như cái dây xích mình thì vẫn còn hơi lõm xíu thì giờ mình sẽ tăng. Anh em tăng vào ở đây. Anh em muốn cho nó căng, anh em chỉ cần vặn theo hướng này, đó, nó sẽ căng hơn. Đây thì chữ hơi cứng rồi, mình sẽ nới ra một tí. Rồi ok anh em. Giờ á, mình sẽ siết chặt cái này vào nha anh em. Khi anh em tăng ok rồi, anh em phải siết chặt cái này vào. Đó. Rồi anh em gắn cái bảo vệ á, thì anh em tháo ốc này ra. Anh em có cái chốt này, anh em nhét cho nó vào. Đó. Xong anh em bắt con ốc vào cố định luôn. Rồi. Giờ á mình sẽ thử cái cò nha anh em. Có điều tốc không nha anh em? Đó.
có điều tốt nha anh em, máy khá là khỏe nha anh em. Máy thì xài động cơ 550 nha anh em. Giờ mình sẽ mang đi test các cành cây và các thân gỗ to cho anh em xem. Đầu tiên thì mình sẽ cắt những cái nhánh cây nhỏ này trước nha anh em. Cái máy này thì dành cho những anh em mà trồng cây cảnh nhiều á, thì cắt cành tỉa cành rất là tiện lợi nha anh em, rất là đơn giản luôn nè. Quá đã nha anh em. Để mình tìm những cái nhánh cây to hơn để cắt cho anh em xem. Đây, vuốt lùng cây nhánh cây to này nha anh em. Thì thân cây tươi á thì nó sẽ rít hơn những cái cây khô nha anh em. Vuốt luôn này. Quá đơn giản luôn. Quá nhẹ nhàng. Quất luôn cái thanh gỗ khô to này nha anh em. Giờ mình sẽ thử cắt thân cây gỗ xưa này nha anh em, còn khá là tươi vì mình mới cắt hơn nửa tháng nha anh em. Khá là ok nha anh em, máy tuy nhỏ nhưng rất là khỏe nha anh em. Mình sẽ đổi qua góc này để cho anh em thấy cận cảnh hơn. Nhìn dấu cắt thì nó sẽ không đẹp bằng mấy cây kiếm, nhưng mà nó sẽ khỏe hơn mấy cây kiếm rất là nhiều nha anh em. Như anh em đã thấy mình test cái máy cưa xích sợi pin này cho anh em xem trên nhiều loại gỗ khác nhau. Thì anh em có muốn mua sản phẩm này á thì anh em kết vào đường link mình để dưới phần mô tả, có link của Shopee và Lazada ở dưới luôn nha anh em. Còn không á thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình này. Cái này thì mình có bán thân máy trần bộ 1 pin và bộ 2 pin. Anh em khi anh em mua thì anh em chú ý đặt mua nha anh em. Anh em thấy mình chia sẻ hữu ích á thì xin hãy like và bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha anh em. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại.